Do ảnh hưởng mưa lớn, đêm ngày 6 đến sáng ngày 7 tháng 10, nhiều tuyến đường ở Yên Bái đã bị ngập cục bộ. Và thống kê nhanh thì có 2 người thiệt mạng do sạt lở tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Theo đó, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái bị ngập cục bộ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn bị sạt lở, gây ách tắc kéo dài. Cụ thể là đường quốc lộ 70, đoạn qua xã Thịnh Hưng, Tấn Hương của huyện Yên Bình bị ngập khiến giao thông đình trệ. Tại tuyến tỉnh lộ 163, Yên Bái Khe Sang bị sạt lở gây ách tắc. Một số địa phương tạm thời bị chia cắt, phương tiện không thể di chuyển. Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên, mưa lớn đã khiến 2 người tại xã Yên Thái bị thiệt mạng do sạt lở và hiện công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Bão số 4 có tên quốc tế là Koinu, cường độ liên tục ở cấp 13, giật cấp 16 trong gần 15 giờ vừa qua. Theo cơ quan khí tượng thì tốc độ di chuyển của bão đang chậm lại và sẽ suy yếu trong thời gian tới. Tuy nhiên là do ảnh hưởng của bão nên miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa dông mới trên diện rộng và cần phải đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Trên đất liền, không khí lạnh tràn về nên đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở một số nơi tính đến sáng nay trên 120mm, như Tân Đồng, Yên Bái 197,2mm, Quản Bạ, Hà Giang 124,8mm, Hùng Đức, Tuyên Quang 187mm, Nghinh Tường, Thái Nguyên 140,6mm, Thanh Ba, Phú Thọ 144mm. Trong hôm nay, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và đêm nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Thưa quý vị và các bạn, một đường dây mại dâm núp bóng nhà hàng Luxury Business Club ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Nhiều đối tượng người Hàn Quốc và Việt Nam bị khởi tố. Theo điều tra, nhà hàng này mở cửa hoạt động từ năm 2020 đến nay do đối tượng Son Tae-hyeom, sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc làm chủ và điều hành mọi hoạt động của cơ sở. Nhằm đối phó việc bị lực lượng chức năng theo dõi, các đối tượng không tiếp khách Việt Nam mà chỉ tổ chức cho khách người Hàn Quốc. Các đối tượng cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý, má mì, dùng nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp. Son Tae-hyeom cũng khai nhận vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, madam người Việt Nam, điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, mục đích kéo khách tăng doanh thu lợi nhuận về cho nhà hàng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Vinh, sinh năm 1971, quê tại Quảng Ngãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra bước đầu, công an xác định 6 giờ ngày 24 tháng 9, Vinh chạy xe máy từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh xuống Biên Hòa mang 470 tờ vé số đã sổ với mục đích lừa cháo cho người bán vé số. Khi đến ngã tư Lạc Cường, Vinh phát hiện bà Thuận bị khuyết tật không chân tay, sống bằng nghề bán vé số ngay lề đường Dương Tử Giang, phường Tân Tiến. Lợi dụng lúc bà Thuận không để ý, Vinh nhanh tay tráo đổi sấp vé số cũ của mình lấy sấp vé số mới của bà Thuận rồi tẩu thoát. Sau đó, Vinh mang số vé số vừa lừa tráo được bán cho một quầy vé số ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, được hơn 4,2 triệu đồng. Công an xác định ngoài bà Thuận, Vinh còn lừa tráo đổi vé số của 3 người khác ở thành phố Biên Hòa với số lượng hơn 1.000 tờ.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mạo danh bệnh viện lớn móc túi 50 tỷ đồng của bệnh nhân tiểu đường huyết áp. Cụ thể, đối tượng Phạm Viết Trung sinh năm 1995 ở Hoa Lư, Ninh Bình đã thuê mặt sàn tầng 7, tòa nhà 251 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để mở văn phòng. Sau đó, Trung thuê 21 đối tượng lập các fanpage có hình ảnh logo của các bệnh viện lớn nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh. Tiếp đến, các đối tượng đã mạo danh bác sĩ liên lạc với nạn nhân để tư vấn và mời chào mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường huyết áp. Các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo là sản phẩm độc quyền do các bệnh viện lớn điều chế sản xuất. Khi khách có nhu cầu sử dụng loại nào, thì các đối tượng đặt mua sản phẩm từ các hộ kinh doanh thuốc đông y ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, rồi bán lại với giá cao gấp nhiều lần. Bằng phương thức và thủ đoạn này, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh. Cơ quan công an đã thu giữ 67 điện thoại, 37 máy tính các loại, hơn 3.400 hộp sản phẩm khác nhau và nhiều vật chứng có liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục đấu tranh mở rộng. Trong những tuần gần đây, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương luôn trong tình trạng cạn kiệt nhóm máu A cung cấp cho các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và Cần Thơ. Nhu cầu sử dụng tiểu cầu cũng tăng lên gấp đôi. Vì vậy, Viện đã kêu gọi mọi người có nhóm máu A tham gia hiến máu và tiểu cầu. Liên tục trong 2 tuần, kho lưu trữ và phân phối máu, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương luôn trong tình trạng cạn kiệt nhóm máu A. Đặc biệt, nhóm máu A chỉ chiếm từ 10 đến 12% tổng lượng máu, trong khi mức dự trữ an toàn cần đến 20 đến 25%. Bình thường trong kho máu của viện để cung cấp cho các bệnh viện khác thì khoảng 2 đến 3.000 đơn vị máu A. Tuy nhiên trong đầu tuần vừa rồi, từ tuần trước giờ chỉ khoảng 400-500 đơn vị. Và như vậy thì cái lượng máu A rất là thấp. Và chính vì vậy mà chúng tôi cần điều tiết cái tỷ lệ nhóm máu trong cái kho máu của chúng ta và cần phải kêu gọi người dân đến để tham gia hiến máu nhóm A. Cũng trong nhiều ngày, các điểm hiến máu cố định đều vắng người hiến máu tình nguyện. Thì thấy trên hội nhóm cộng đồng thì người ta bảo là có một số nhóm máu đang thiếu. Như tiền thể thì hôm nay được nghỉ ở nhà thì đi hiến máu. Biết là mình máu của mình có thể giúp được nhiều người khác thì em cũng khá là vui. Việc cạn kiệt nhóm A dẫn đến cung cấp máu cho các cơ sở y tế bị hạn chế. Có thời điểm chỉ đáp ứng được 50% so với nhu cầu. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng máu và chế phẩm máu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thời gian gần đây tăng cao hơn, cùng với áp lực phải hỗ trợ cho khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Dịch sốt xuất huyết bùng phát với nhiều ca chuyển nặng cũng khiến nhu cầu máu, đặc biệt là tiểu cầu, tăng lên gấp đôi. Chắc chắn là chúng ta người bệnh nhóm A phải chờ đợi máu và chúng tôi cung cấp các bệnh viện khác của tỷ lệ nhóm A cũng rất là thấp. Ví dụ như bình thường trong kho của chúng tôi khoảng 20 đến 22% nhóm A. Thế nhưng mà vừa rồi là chỉ cung có khoảng 10 đến 12% thôi. Thì cái lượng máu chúng ta cung cấp như vậy thì những người bệnh nhóm A sẽ không được truyền máu đầy đủ và rất khó để chúng ta có thể truyền nhóm O cho nhóm A. Để đảm bảo nhu cầu máu và chế phẩm máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương mong người dân tham gia hiến máu nhóm A tại viện, 5 điểm hiến máu cố định và các điểm hiến máu lưu động do cơ quan địa phương tổ chức. Thời gian gần đây tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tiếp xảy ra tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị đang vận hành trên lưới điện. Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành điện và doanh nghiệp, mà còn có khả năng xảy ra mất an toàn đối với tính mạng con người và tài sản của người dân. Đây là một trong số nhiều trụ điện thuộc đường dây lưới điện 110 kV thuộc khu vực xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 2 tháng 10, người dân phát hiện các thanh rằng xung quanh trụ đã bị tháo mất gần một nửa như thế này. Lo ngại trụ điện sẽ bị đổ ngã nếu xuất hiện dông gió, nên người dân đã đi trình báo với công an xã Ninh An. Tôi trồng bà ở khu vực này thấy coi như nó khét lẹ cái trụ điện, sao mất mấy cái thanh. Thành nay mấy chú tới thì tôi cũng thấy gì, tôi nói cho mấy chú biết ngã đó điều tra, thấy là coi như nói cho thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, xí nghiệp lưới điện Cao Thế đã cử tổ công tác đến kiểm tra và phát hiện có khoảng 170 thanh rằng với gần 300 bu lông của 7 trụ điện trên đường dây 110 kV đã bị kẻ gian tháo đi. Trong đó, trụ mất ít nhất là 12 thanh và trụ mất nhiều nhất là 30 thanh rằng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Theo đơn vị quản lý lưới điện 110 kV Nha Trang Phú Yên là xí nghiệp lưới điện cao thế thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Cáp thanh giằng, bu lông là thiết bị liên kết để giữ vững trụ. Nếu bị mất thanh giằng, dễ gây ngã đổ trụ và làm mất điện. Trong khi đó, toàn bộ hệ thống lưới điện bị mất cắp thiết bị đều là điện cao thế, phục vụ sản xuất cho các đơn vị công nghiệp quan trọng của tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, nếu không phát hiện kịp thời, xảy ra mất nhiều hơn, có nguy cơ gây ra tình trạng ngã đổ trụ, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất. Đồng thời, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân qua lại và ở gần các khu vực này cũng rất lớn. Việc này cũng đã xảy ra, trước đây cũng đã nhiều lần. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã xảy ra ít nhất cũng 3 lần trong 3 năm trước gần đây. Lần đầu tiên là ở khu vực ở Nha Trang, cũng đã mất thanh giằng ở khu vực Hà Quang. Sau đó là ở khu vực của Ninh Thuận thì chúng tôi cũng bị mất đợt này nữa. Thì qua vụ việc này cũng mong qua cái kênh thông tin truyền thông cũng như KTV cũng tuyên truyền cho người dân lần sau cũng là không có tham gia vào phá hoại tài sản của ngành điện cũng như là sử dụng và tiêu thụ cái vật tư thiết bị của ngành điện cũng như là làm sao đã ngăn chặn được các cái hộ kinh doanh cũng như là các cái điểm thu mua không sử dụng những cái vật tư tài sản này để đảm bảo cái lưới điện vận hành an toàn. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ninh Hòa xác định số thanh giằng cột điện bị mất lên đến 276 thanh, tổng trọng lượng khoảng 5 tấn. Nơi đối tượng đánh cắp đem đi tiêu thụ là cơ sở thu mua phế liệu ở xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hiện cơ quan công an đã ban hành quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng này về hành vi trộm cắp tài sản. Về phía đơn vị quản lý vận hành lưới điện, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và xí nghiệp lưới điện Cao Thế đang tập trung nguồn lực để xử lý khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn của hệ thống lưới điện. Quá trình khắc phục sẽ ưu tiên đối với các vị trí cột bị ảnh hưởng nặng về kết cấu, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường dây nóng của chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.